xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi FBNC 24/7 và như thường lệ ngay bây giờ chúng tôi sẽ điểm qua các thông tin kinh tế nổi bật trong tuần. Mạng lưới sông ngòi Việt Nam phản đối việc lấp sông Đồng Nai. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3 cả nước tăng nhẹ. Nhưng trước tiên sẽ là thông tin đồng đô la hạ nhiệt sau khi ngân hàng nhà nước tuyên bố giữ tỷ giá ổn định. Vì trước những biến động của tỷ giá trong thời gian gần đây, thì Ngân hàng Nhà nước đã lên tiếng khẳng định ổn định tỷ giá trong lúc này sẽ có lợi nhiều hơn là điều chỉnh. Theo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng, trên cơ sở cân nhắc biến động giữa tỷ giá đồng đô la Mỹ và các đồng tiền trên thế giới, xem xét các cung cầu ngoại tệ trong nước, nhà điều hành chính sách tiền tệ cho rằng duy trì ổn định tỷ giá vẫn có lợi hơn nhiều so với điều chỉnh tỷ giá lúc này. Ngân hàng Nhà nước cũng tái khẳng định cam kết từ đầu năm là sẽ không để tỷ giá năm nay biến động quá 2%. Cũng theo nhận định của Ngân hàng Nhà nước thì giá biến động chủ yếu do yếu tố tâm lý trước xu hướng tăng giá mạnh của đồng đô la Mỹ trên thị trường thế giới. Thực tế giá mua bán đồng bạc xanh trên thị trường trong nước đã bắt đầu hạ nhiệt từ sáng ngày 25 tháng 3, ngay khi có thông tin Ngân hàng Nhà nước sắp phát thông điệp ổn định tỷ giá. Đến chiều ngày 26 tháng 3, giá mua bán đô la Mỹ niêm yết tại nhiều ngân hàng thương mại lớn đã giảm mạnh, so với cách đây 2 ngày thì đô la Mỹ cũng giảm gần 50 đồng một đô la. Tại Vietcombank và Eximbank, giá bán đô la Mỹ được niêm yết trong khoảng từ 21.520 đồng đến 21.540 đồng, ngay mức giá hồi cách đây một tuần. Mạng lưới sông ngòi Việt Nam Vienna vừa phát đi thông cáo báo chí phản đối việc lắp sông Đồng Nai để thực hiện dự án cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai. Theo VNR, dự án cải tạo cảnh quan trên thực chất là hoạt động lớn chiếm và tạo hạ tầng cản trở dòng chảy, chiếm mặt nước và dòng chảy tự nhiên của sông. Việc làm này sẽ làm suy giảm chất lượng nguồn nước, tăng nguy cơ ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt, tiêu thoát nước trong mùa mưa lũ gây ra sói lở bờ sông. Mặt khác, VNR cho rằng sông Đồng Nai là tài sản chung của nhiều người, không thuộc riêng tỉnh Đồng Nai, nên tỉnh phải dừng mọi hoạt động xây dựng cho đến khi có các nghiên cứu về tác động của dự án với sự tham vấn ý kiến đầy đủ của các bên liên quan. VNR cho biết sẽ gửi kiến nghị lên Ủy ban Nhân dân tỉnh và các bộ ngành có liên quan. Trong trường hợp tỉnh không chấp thuận, cơ quan này sẽ kiến nghị lên Thủ tướng. Dự án cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai có quy mô 8,4 hecta, trong đó 7,7 hecta là diện tích mặt nước. Dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai giao cho công ty Toàn Thịnh Phát thực hiện. Thưa quý vị, theo bảng xếp hạng các nước dẫn đầu dịch vụ thuê ngoài năm 2015 mới được công bố vào tuần vừa qua thì Việt Nam lần đầu tiên trở thành nước dẫn đầu thị trường gia công thế giới. Theo Cushman Wakefield, Việt Nam đã tăng từ hạng năm hồi năm 2014 lên hạng nhất trong bảng xếp hạng các thị trường dẫn đầu về dịch vụ gia công trong năm nay. Những chỉ số giúp cho Việt Nam dẫn đầu bảng xếp hạng này là chi phí thấp, rủi ro chính trị hạn chế và GDP bình quân đầu người tăng khá. Cũng theo Cushman and Wakefield, khu vực công nghiệp phần mềm là nơi thể hiện tốt nhất với hơn 1.000 doanh nghiệp phần mềm và 80.000 lao động, là một trong những nhà xuất khẩu phần mềm lớn nhất thế giới. Việt Nam hiện cũng là nhà gia công phần mềm lớn thứ hai cho Nhật Bản. Nhà xếp hạng cho rằng, sở dĩ thị trường Việt Nam đã trở nên đặc biệt hấp dẫn nhờ có nhiều chính sách cải cách. Khu vực giáo dục và đào tạo được cộng đồng dành nhiều sự quan tâm, trong khi mức lương vẫn còn ở mức khá cạnh tranh so với các thị trường khác ở Đông Nam Á. Hiệp hội dệt may Việt Nam và Thái Lan đều cho rằng ngành dệt may cần hợp tác nhiều hơn nữa để hỗ trợ lẫn nhau, nâng cao năng lực cạnh tranh và nhất là khi cộng đồng kinh tế chung ASEAN-AEC sắp có hiệu lực tại cuộc họp báo có chủ đề là hợp tác ngành dịch may Thái Lan Việt Nam để tăng cường năng lực cạnh tranh trong ASEAN. Bà Malin Habunson, giám đốc cục xúc tiến thương mại quốc tế Thái Lan và bà Farisi Orawatanasirikun, đại diện hiệp hội các nhà sản xuất dịch may Thái Lan TGMA đều nhận định ngành dịch may Thái Lan và Việt Nam đang rất cần hợp tác với nhau. Hiện chính phủ Thái Lan đã có chính sách hỗ trợ thương mại và đầu tư trong AEC và công nghiệp dịch may nước này đang xem Việt Nam là đối tác quan trọng. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Tổng thư ký Hiệp hội Dịch may Việt Nam Vitas nhận định, với AEC, ngành dịch may hai nước cần hợp tác để cùng giữ được thị trường nội khối và cạnh tranh được với bên ngoài như Hàn Quốc hay Trung Quốc. Ngoài ra vì Thái Lan không có tham gia TPP nên việc doanh nghiệp nước này đầu tư vào Việt Nam, nhất là khâu sản xuất nguyên liệu sẽ mang lại cơ hội cho cả hai. Việt Nam thì sớm đạt được tỷ lệ nội địa hóa theo yêu cầu, còn Thái Lan thì tiến vào thị trường TPP bằng phương thức gián tiếp. Chúng ta là hai quốc gia của ASEAN. Chúng ta có cái chung là chúng ta có cùng một cái thị trường nội khối mà chúng ta phải cùng nhau hợp tác để bảo vệ. Bên cạnh đấy chúng ta cũng phải hợp tác để khai thác cái thị trường khác. Năm 2014, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam Thái Lan khoảng 9,2 tỷ đô la. Tuy nhiên, riêng lĩnh vực dệt may chỉ mới đạt 650 triệu đô la. Ngày tháng 7 tới, Hiệp hội các nhà sản xuất dệt may Thái Lan TGMA và công ty Rich Tradek sẽ tổ chức cùng lúc loạt sự kiện lớn của ngành dệt may khu vực, bao gồm triển lãm công nghiệp dệt may và may mặc GFT, triển lãm nguyên phụ liệu và thiết bị dệt may GMS cùng hội nghị thượng đỉnh dệt may ASEAN. Dự kiến triển lãm GFT sẽ quy tụ 250 thương hiệu đến từ 25 quốc gia tham gia, thu hút khoảng 17.000 khách tham quan. TGMA kỳ vọng đây sẽ là dịp để doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác. Tại hội thảo bàn về thị trường bán buôn điện cạnh tranh, Cục Điều tiết Điện lực thuộc Bộ Công Thương vừa cho biết, tới đây thị trường điện bán buôn tại Việt Nam sẽ có thể có thêm các nhà mua và bán khác để đảm bảo tính cạnh tranh, thay vì chỉ có mỗi EVN như hiện nay. Sau hơn 2 năm vận hành phát điện cạnh tranh, EVN vẫn là bên mua điện duy nhất thông qua một công ty mua bán điện. Theo cục trưởng cục điều tiết điện lực Nguyễn Anh Tuấn thì tới đây thị trường bán buôn điện cạnh tranh sẽ mở rộng hơn đối tượng tham gia nhằm đảm bảo tính cạnh tranh. Trước mắt sẽ có năm tổng công ty điện lực trực tiếp mua điện và bán cho khách hàng. Ngoài ra các khách hàng lớn đấu trực tiếp vào lưới điện truyền tải cũng có thể tham gia được tự do chọn đối tác ký hợp đồng hoặc mua bán điện trên thị trường điện giao ngay. Điều này có thể giúp cho giá bán lẻ điện hợp lý theo cung cầu thực tế. Chuyển sang một thông tin tiếp theo với thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh và đòi hỏi ngày càng cao về dịch vụ y tế. Giới chuyên gia cho rằng các dịch vụ y tế tư nhân và dịch vụ y tế chất lượng cao sẽ tăng trưởng mạnh tại Việt Nam những năm sắp tới đây. Đây là những hình ảnh phòng khám và các trang thiết bị y tế hiện đại tại một trung tâm y khoa mới được khai trương ngày 24 tháng 3 tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng, thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm y khoa Sang Lược. Dự án này có đầu tư của nhiều đơn vị như tập đoàn Hoàng Cầu, Pacific Dragon, Kiến Minh và một số ngân hàng. Đây cũng là trung tâm y tế đầu tiên tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng với đầy đủ các trang thiết bị và đội ngũ y bác sĩ kinh nghiệm. Bác sĩ Trần Duy Thanh, phó tổng giám đốc trung tâm y khoa Sang Luis cho biết, hiện tại nhu cầu khám bệnh cũng như tầm soát sức khỏe của người dân đang gia tăng theo thu nhập. Như chúng ta đã biết dân tình độ dân trí mình nó cao rồi. Thứ hai nữa là ta kinh tế người ta phát triển, người ta cũng quý trọng cái sức khỏe của họ, Do đó mà họ cần đến những cái dịch vụ tư nhân, nhất là tư nhân để họ nắm bắt được cái cái bệnh tật của họ và qua đó họ bảo vệ giữ gìn sức khỏe họ cho tốt hơn. Ngoài đáp ứng nhu cầu khám tổng quát, các gói khám cho gia đình, dịch vụ khám tầm soát sức khỏe, khám và điều trị bằng liệu pháp vân vân. Các trung tâm y khoa hiện đại như thế này cũng đang cung cấp đa dạng gói dịch vụ khám dành cho các doanh nghiệp. Theo giới chuyên gia, đây cũng chính là xu hướng phát triển của dịch vụ y tế hiện nay vì các công ty đang ngày càng quan tâm đến các chính sách an sinh cho công nhân viên. Dù có tăng nhẹ trở lại trong tháng 3 này, nhưng chỉ số giá tiêu dùng cả nước cũng mới chỉ nhích thêm 0,15% so với tháng 2. Do đó, thì tính từ đầu năm đến nay, thì mặt bằng giá cả tiêu dùng nhìn chung vẫn là giảm. Theo dữ kiện mới công bố từ Tổng cục Thống kê, CPI cả nước tháng 3 năm nay đã nhích thêm 0,15% so với tháng 2. Tuy nhiên, tính từ đầu năm thì vẫn còn giảm nhẹ. Như vậy, CPI cả nước tháng 3 này xem ra vẫn tăng chậm hơn hai đầu tàu kinh tế lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy là CPI đã tăng lên trở lại sau 4 tháng giảm liên tục. Tuy nhiên, có thể hiểu được diễn biến này bởi từ mùng 7 Tết Nguyên đán năm nay, tức vẫn còn không khí lễ hội nhưng lại là thời điểm giá cả thị trường bắt đầu được cơ quan thống kê tính cho CPI của tháng 3. Trong độ tính CPI, giá cả các nhóm hàng ăn, dịch vụ ăn uống và văn hóa thể thao giải trí đều nhích lên lần lượt là 0,36 và 0,18%. Hai mặt hàng khác là chỉ số giá đô la Mỹ và chỉ số giá vàng diễn biến ngược chiều. Trong đó giá đô la Mỹ tăng 0,16% so với tháng 2, còn giá vàng giảm 1,63%. với ưu thế vượt bậc về khả năng cung cấp các dịch vụ truy nhập tốc độ cao cùng với xu hướng dần phổ cập các thiết bị đầu cuối có thể khẳng định mạng 4G LTE sẽ là xu hướng phát triển chủ đạo của viễn thông thế giới trong thời gian tới theo số liệu ước tính của hãng Ericsson mới công bố đến cuối năm 2019 thế giới sẽ có 9,2 tỷ thuê bao di động trong đó trên 80% sẽ là các thuê bao băng rộng di động tốc độ phát triển dữ liệu trên băng rộng cũng tăng rất nhanh dự đoán đến năm 2018 mức độ dữ liệu sử dụng sẽ tăng 61% so với năm 2013 Chính vì vậy, Việt Nam hiện đang thiết lập chính sách phát triển băng rộng, trong đó sẽ nâng cao việc sử dụng băng tầng, kể cả băng tầng đã cấp phép 3G và băng tầng chưa cấp phép 4G. Theo đó, Liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính đã điều chỉnh mức chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các loại xăng dầu như sau. Xăng các loại giảm 832 đồng một lít, dầu diesel các loại giảm 883 đồng một lít, dầu hỏa, dầu ma rút các loại ngừng chi sử dụng quỹ bình ổn giá sau khi thực hiện việc trích lập, sử dụng quỹ bình ổn, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường vẫn giữ nguyên và không được cao hơn. 17.286 đồng đối với xăng RON 92, 16.956 đồng đối với xăng sinh học, dầu diesel 0,05 lưu huỳnh là không quá 15.883 đồng, dầu hỏa là không quá 16.073 đồng một lít. Theo đó, thời gian áp dụng việc trích lập sử dụng quỹ bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng dầu bắt đầu từ ngày 26 tháng 3 năm 2015. Và trong phần tiếp theo của chương trình, xin mời quý vị cùng đến với những thông tin kinh tế thế giới nổi bật trong tuần vừa qua. Chuyên gia dự báo giá dầu có thể xuống 35 đô la vào tháng 6. Không có dấu hiệu Nga rời WTO.